xin chào các bạn. Tiếp tục trận đấu loại 16 đội thì video này sẽ là trận đấu giữa hai nhà nước Hoa nổi tiếng, đó là nhà Tom Ford và nhà Christian Dior. Thì trước hết mình nói về nhà Tom Ford là phải công nhận một điều rằng là bộ sưu tập nước Hoa nhà Tom Ford quá tuyệt vời các bạn. Tom Ford là một thương hiệu designer, nhưng mà bộ sưu tập nước Hoa dòng Private Blend này á, nó mang phong cách niche. Thì ở ngoài thị trường có rất là nhiều nhà nước Hoa để cho các bạn lựa chọn. Mỗi nhà nước Hoa nó có một phong cách riêng. Nhưng mà cá nhân của mình á, thì mình rất thích nước Hoa của nhà Tom Ford, đặc biệt là những chai nó mang tông màu tối. Thì nhà Tom Ford nó làm nước Hoa, mấy cái chai mà tươi mát các bạn, nó không có được ngon lắm. Ví dụ như là Neroli Portofino. Thì nếu mà đem so với lại danh nhà Neroli á, thì danh nhà nó ngon hơn Tom Ford Neroli Portofino. Nhưng mà nói về tông mùi tối á, thì Tom Ford phải nói là một đối thủ cạnh tranh mà những nhà nước Hoa khác không thể xem thường được. Điển hình giống như là Woodwood nè, Tuscan Leather nè, Tobacco Vanille. Còn rất là nhiều chai khác của nhà Tom Ford đã bị ngưng sản xuất rồi. Ví dụ như là dòng Ver nè, như Verdonson hay Verdebohm gì đó, hay là Italian Cypress. Đó, rất là hay mà nó đã ngưng sản xuất rồi, rất là ổn. Điều mình thích ở Tom Ford đó chính là nước Hoa của Tom Ford các bạn ít khi nào bị lẫn lộn mùi hương nó với nhau. Đó, mỗi một chai nước Hoa nó đều có nét đặc trưng riêng, không cần nhìn tên mà cũng có thể đoán được cái tên chai nước Hoa đó là tên gì. Đó, rất là lý tưởng để cho các bạn dùng làm signature scent. Thì trong thế giới nước Hoa có ba nhân vật mà mình ngưỡng mộ nhất. Đó, đó một người là Christopher John, đã từng làm giám đốc về ý tưởng sáng tạo của M.O.S. Người thứ hai đó là Tom Ford, và người thứ ba đó là Kylian Hennessy. Đó, giống như nếu mà trong thế giới tưởng tượng của mình, thế giới fantasy của mình á, đó, thì mình muốn có ba người bạn này làm bạn của mình. Thì nếu như mà mình muốn nhờ tư vấn về thời trang á, thì mình sẽ tìm đến Tom Ford. Còn nếu mà mình muốn thảo luận về một cái ý tưởng sáng tạo nào đó độc đáo á, thì mình sẽ kiếm Christopher John. Còn nếu mà muốn ăn chơi tiệc tùng, sa đỏ hay gì đó thì mình sẽ kiếm Kylian Hennessy. Thì đó là chỉ là một cái fantasy của mình thôi. Ok. Nói về Christian Dior thì mấy chai nước Hoa của nhà này nó thuộc dạng dễ sử dụng. Mùi hương của nó thanh, nó mỏng, nó không có dày giống như là Tom Ford. Đó, mùi hương của nó rất là dễ sử dụng, hầu như ai ngửi qua cũng rất là dễ chịu. Có một số chai nước Hoa của nhà này mình hiểu thích đó, nó giống như là Spy Blend nè, Fade Delicious nè, Rose Kabuki và Vanilla Diorama. Đó. Nhưng mà nếu mà bắt mình chọn một trong hai nhà này á, thì tất nhiên mình sẽ chọn Tom Ford. Thì có hai lý do mình chọn Tom Ford thay vì Christian Dior. Thì lý do thứ nhất á, đó là mùi hương của Tom Ford á, nó có điểm nhấn riêng. Thì mỗi một chai nước Hoa của Tom Ford á, đều có một tông mùi chủ đạo mà ngửi một phát là nhận ra ngay, cho nên rất là lý tưởng để dùng làm signature scent. Thì mình lấy một số chai của hai nhà này ra làm ví dụ nha. Ví dụ như là Dior nó có hai chai tông mùi vanilla, đó là Fade Delicious và Vanilla Diorama. Còn Tom Ford thì có Tobacco Vanille và Vanille Vatel. Nếu mà xét về mức độ thông dụng á, dễ xài á, thì hai chai của Dior có thể dùng đi làm. Nhưng mà nếu mà xét về mức độ gây nghiện á, ngửi hoài mà không thấy chán á, thì hai chai Tom Ford là ngon hơn. Đó. Còn nói về mùi oud thì Dior nó có Oud Isfahan, còn Tom Ford thì có Oud Wood. Thì nếu mà xét về mức độ lưu hương và tỏa hương á, thì Oud Isfahan của Dior nó tốt hơn là Oud Wood của Tom Ford. Nhưng mà mùi hương Oud Isfahan thì nó có nét hao hao giống với nhiều chai nước Hoa mà có mang phong cách mùi oud ở trên thị trường. Còn Oud Wood của Tom Ford là cái mùi hương của nó rất là đặc trưng các bạn, rất là độc quyền, rất là có nét riêng, coi như là chưa từng ngửi qua ở bất kỳ chai nước Hoa nào ngoài thị trường. Đó. Còn nói về mùi Amber hổ phách á, thì Dior có Ambre Nuit, nhưng mà mình vẫn thấy nó không qua được chai Soleil Poulain của Tom Ford. Đó. Còn mùi hoa hồng á, thì Rose Kabuki của Dior nó ngon hơn là của Tom Ford, tại vì hoa hồng trong Noir de Noir của Tom Ford á, thì nó hơi buồn, còn Rose Kabuki nó tươi hơn. Đó. Và cái lý do thứ hai mà mình chọn Tom Ford á, thì mùi hương nó làm cho mình gây nghiện các bạn, nó kích thích mà giống như là mình cứ hít hà ở vị trí xịt hoài luôn. Đó, ngửi nó phê hơn, trong khi Dior thì nó thơm thì thơm thiệt đó, nhưng mà
mình vẫn chưa đã cái gân ghiền khi mà mình ngửi nó đó. Thì nói chung mà nếu mà bắt mình chọn một trong hai nhà này á thì mình sẽ chọn Tom Ford làm nước hoa, tại vì Tom Ford xứng đáng dùng làm signature scent được các bạn, tại vì mùi hương của Tom Ford rất là đặc trưng. Thì đó là những gì mình cảm nhận về hai nhà này. Thì kết quả của trận đấu này thì Tom Ford sẽ bước vào vòng trong cùng với lại hình như là Creed nè, Giang Nhà với lại Chanel đó. Rồi xong còn 8 đội tiếp theo thì sẽ đấu tiếp trong 4 video tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của mình. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.